Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình móc một cây thông Noel để trang trí như thế này ha. Cái này mình móc mà size nhỏ thôi để trang trí thiệp với các bạn. Thì móc cái cây thông Noel này mình dùng cái len mưu cô tâm nè. Mưu này mình dùng loại cuộn 125g á. Các bạn chuẩn bị cho mình hai màu ha, một màu để làm thân và một màu để làm cái phần lá. Cây thông này thì mình sẽ móc ứng dụng cái mẫu móc hình tam giác, nhưng mà mình sẽ móc theo một cách khác là mình móc ngược từ phần đầu nhọn lên trên, không có giống như video trước là mình móc từ phần to nhất đến phần nhỏ nhất ha. Cây thông này mình sẽ móc ngược lại. Kim móc ở đây mình dùng là kim Hamanaka đầu số 3 nè các bạn. Đầu này nó khoảng 2.3mm á. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ gầy hai mũi bính ha. Hai bính xong rồi chúng ta sẽ quay lại và móc vào bính đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp theo các bạn móc một mũi bính và chúng ta xoay cái sản phẩm lại. Ở đây mình sẽ móc hai mũi móc đơn, một nè. Mũi thứ hai á thì mình sẽ móc vào cái bính mà dựng hàng á, đây. Hàng thứ ba mình cũng sẽ dựng lên một bính, xoay lại. Mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn vào ngay cái chân mà chúng ta vừa dựng bính xong á, sau cái bính dựng hàng á là cái chân đó chúng ta sẽ móc vào, và mình móc vào chân kế tiếp một móc đơn nè. Rồi ở chân này á thì mình sẽ móc thêm một móc đơn ở cuối hàng nữa. Mình đâm vào giữa cái bính dựng hàng á để mình móc. Có nghĩa là ở cuối hàng này chúng ta sẽ móc một mũi tăng, nhưng mà cái mũi tăng này chúng ta không móc vào cùng một chân mà mình sẽ móc ăn gian qua bên phần cái bính dựng hàng để cho cái mép sản phẩm nó được thẳng hơn á các bạn. Tiếp tục hàng thứ tư chúng ta cũng dựng lên một bính nè, xoay lại nè, móc hai mũi móc đơn, một nè, hai nè. Và cuối hàng chúng ta cũng móc tương tự ha, một đơn nè và cái bính dựng hàng một đơn nè. Rồi chúng ta lại tiếp tục móc như vậy. Nếu như các bạn muốn cái cây thông nó to hơn, cao hơn á, thì chúng ta sẽ móc cái số hàng nó nhiều hơn ha. Ở đây là mình chỉ tăng một bên thôi đó các bạn. Còn nếu như các bạn muốn cho cái cây thông của mình nó hơi cái tam giác nó rộng ra hơn á, thì sau khi dựng bính chúng ta móc ở đây là một mũi tăng ha, là hai đơn vào cùng chân á. Cuối hàng cũng là một mũi tăng, hai đơn vào cùng chân. Như vậy thì cái độ rộng nó sẽ xòe ra nhanh hơn. Còn ở đây là mình chỉ tăng một bên thôi, tăng vào cuối mỗi hàng thôi. Cái độ rộng nó sẽ không có nhiều. Cái phần này nó sẽ thon, cái phần lá, phần trên của cái thông nó sẽ thon hơn. Dựng một bính nè, xoay lại nè. Hôm nay mình bị khan tiếng vẫn chưa hết á, nên giọng của mình nó vẫn còn khàn khàn, các bạn thông cảm ha. Thì mình lại dùng một bính và xoay lại nè. Mình cứ lặp lại cái cách móc cho đến cái độ dài mà mình ưng ý.
cứ mỗi chân là một mũi móc đơn và cuối hàng á là tăng mũi. Cái mũi đơn mà mình đâm vào bính dựng hàng nè, thường là mình sẽ kéo hơi cao lên một tí để cho nó bằng với cái những cái mũi ở phía đầu hàng á. Hai bên mép sản phẩm của chúng ta nó sẽ thẳng ha. Ở đây mình sẽ móc thêm một hàng nữa. 1 2. Xong rồi mình đâm vào bính dựng hàng nè, móc lên một mũi nữa. 8. Đến đây á, thì mình sẽ đi một hàng viền. Để móc cái hàng viền này á, thì mình sẽ dựng lên một mũi bính nè, xoay lại nè. Viền mũi đơn á, thì cứ một hàng. Một hàng nó sẽ là một mũi đơn vào ngay cái hàng đó. Đây, hàng này mình đã vào một mũi đơn nè. Mình sẽ nhảy lên hàng kế tiếp nè, vẫn móc mũi đơn, rồi mình lại nhảy lên hàng kế tiếp nè. Cứ một hàng là một mũi đơn á các bạn. Nhảy lên hàng kế tiếp, chúng ta cứ lần lượt đi như vậy cho đến giáp vòng ha. Ở trên đây lúc nãy mình đâm vào cái bính dựng hàng của cái mũi của cái hàng đầu tiên á, thì nó hơi bị rộng cái lỗ nè. Mình sẽ kẹp cái phần sợi dư này ngược trở lại đây, mình đâm kim vào trong một tí để mình lấy cái phần sợi cho nó không có bị hở cái lỗ ra đây. Xong rồi mình móc lên trên cái phần đỉnh nè, vẫn là một mũi đơn. Đến đây thì mình sẽ móc một bính nè, và mình móc trở lại cái mũi đơn mà chúng ta vừa móc đó. Các bạn thấy có hình chữ V đó, thì mình sẽ đâm vào giữa chữ V nè, mình móc lại vào đây một mũi đơn luôn. Ở đây thì cái mũi mình sẽ rút hơi chặt lại một chút cho cái phần đầu này nó được nhọn á các bạn. Rồi mình cứ tiếp tục viền giống như bên kia thôi ha. 1 đơn nè, cứ một hàng là một mũi đơn, chúng ta móc vào thôi. Đây, đến đây mình sẽ móc một đơn vào đây, một bính nè, một đơn vào giống như cái phần ở trên ngọn á, vẫn là đâm vào giữa nè, vào giữa cái mũi đơn mà chúng ta vừa móc nè, vào giữa cái hình chữ V á, mình vẫn móc một đơn luôn. Nếu như các bạn không thích ở đó nhọn á, thì các bạn sẽ không móc vào cái mũi đó mà các bạn móc vào cái chân. Móc vào cái chân, ví dụ như đến đây là một mũi đơn ha. Xong rồi các bạn móc một bính và chúng ta móc tiếp tục là một mũi đơn ở đây luôn. Không móc cái đơn vào cái chân V của cái mũi đơn cuối hàng này, thì cái chỗ này nó sẽ hơi tù lại một tí hơn, nó ít nhọn hơn cái này ha. Cuối hàng nè,
mình móc ra đây một bính và mình trượt vào đây. Đây nó sẽ ra một hình tam giác như vậy. Ở đây thì mình sẽ cắt len và dấu mối xuống phía dưới ha. Nếu như các bạn muốn nhọn thì chúng ta sẽ móc giống như bên kia. Này nếu như chúng ta muốn nhọn như bên kia luôn, mình sẽ móc cho nó nhọn như bên kia luôn. Thì mình sẽ móc vào cái chân đây, cái mũi đơn nè, nó có hình chữ V nè, mình sẽ móc vào cái chân này. Móc một mũi đơn vào cái chân này. Nó sẽ nhọn ra như vậy luôn. Mình dùng cái kim khâu và mình đâm ngược trở lại nè, để mình giấu cái phần sợi thừa đi. Hôm nay mình để cái kim khâu kia ở phía dưới, mình lấy cái kim này hơi to nên mình hơi khó luồn kim một tí. Rút qua nè. Nó sẽ như thế này ha các bạn. Xong rồi, ở đây một tí nữa mình sẽ giấu lại sao. Mình sẽ móc luôn cái phần góc. Góc thì mình sẽ dùng màu nâu ha. Hai màu này mình dùng là màu xanh số 55 và màu nâu số 53. Đây, phần góc mình sẽ tính vào 2 nè, 4 nè, 4 nè. Mình sẽ móc ở đây 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc ở cái chân thứ 5. Mình lấy len lên nè, móc một bính nè. Móc một mũi đơn vào ngay đây. Móc tiếp một mũi đơn qua kế bên nè. Rồi xong mình sẽ dựng lên một bính ha. Xoay lại nè. Móc một mũi đơn nè. Bên đây mình sẽ móc mũi đơn. Mình không móc vào cái bính của cái chân mũi đơn hàng trước, mà mình sẽ móc qua cái bên bính dựng hàng nè, để cho cái chỗ này của mình nó sẽ được kéo thẳng hơn. Đó. Rồi mình sẽ móc một bính nè, và móc lại một hàng, hai mũi đơn nữa. Một nè, hai nè. Rồi mình sẽ cắt len. Nếu các bạn thích cái góc nó to hơn thì các bạn móc tăng ra một mũi ha. Đây, ở đây chúng ta giấu mối nữa là xong á các bạn. Cái cây thông này á là do mình gỡ cái len cũ ra, len đã móc rồi á, bị lỗi á, mình gỡ ra mình móc, và mình móc hơi chặt tay nên ra nó nhỏ hơn cái bên đây một tí. 246, số mũi thì vẫn giống ha, nhưng mà móc ở hai thời điểm khác nhau thì nó lại khác nhau. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách mình móc một cái cây thông Noel để trang trí ha. Cái cây thông này nhỏ thôi để chúng ta trang trí thiệp được thôi á các bạn. Hoặc là trang trí lên quần áo, nón, các mẫu trang trí cho mùa Noel nè. Chúc các bạn thành công ha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.